nghĩ gì mà trầm ngâm về đại quý? Cánh đồng này vốn là đất đai của thân sinh tôi. Không nên tiếc quá khứ, mà hiện tại thì cả cái vùng rộng lớn này đang nằm trong lòng bàn tay của đại quý kia mà. Nằm trong lòng bàn tay hay chỉ là dưới tầm bay của chúng ta? Ông nghĩ thế nào về câu nói đó, đại quý? Không, lính chúng tôi hồi hướng nhưng trí tuệ và hỏa lực của nước Mỹ vẫn ở đây. Bên ông, như vậy chưa đủ sao? Tôi hiểu. Ở hội nghị Paris, phái đoàn chúng ta đang chờ tiếng nói của người lính chúng tôi. Có người. Chú ngã lưng trước đi. Tôi đi quan sát một chút. Tôi đây mà. Tôi là ai? Giấy tờ đâu? Nè, tao có thằng em ở trên R rất đẹp trai. Chừng nào nó xuống, mày ưng tao giới thiệu liền. Bao giờ? Thôi, người ta biết người ta lầm đó. Giận hoài, anh ăn gì chưa? Xíu nữa cô cho tân đạn rồi còn gì. Ai biểu qua đâu, tự nhiên tới nằm dưới chân người ta. Cũng may mà tôi mới nằm ở dưới chân cô thôi. Anh ăn đi chứ. Tên gì?
đấy ba. Mẹ ba. Già đó mà, kệ nó. Anh này chủ quan quá. Đây không phải là rờ, anh xếp đồ đạp vô dách đi. Nó thấy là nó bắn nó. Kìa, nó tới kìa. Này, có còn sợ đĩa không? Nghe ai nói xấu tôi đó hả? Có người nói cô hiền lắm, vậy mà tôi sẽ đăng đạn của cô. Sao không làm cái cửa cho kính? Anh này không biết cái gì hết. Chòi nào có cửa, nó cho là có người, nó bắn ngay. Sao anh còn nằm đó? Lớn ngớ quá vậy, cầm xuống đi. Coi, cầm xuống đi. Trời ơi, lên đạn. Cháy ở đâu vậy? Một cái chòi. Ai động vậy? Không, nó bắn cái chòi có nhiều đường mòn. Còn người nữa đâu? Anh đi quan sát ngoài kia. Trời đất. Ở trên rờ anh có cực như vậy không? Cực, nhưng cực cách khác. Đầm già không dám nghênh ngang như ở đây. Lâu lâu mới gặp B-52 với F một lần. Còn ở đây có đủ, từ B-52 tới tiếng súng của thằng Việt Giang hạng bét ở xã. Đừng có dây ngươi, mấy anh R về. Có nhiều anh lớn ngớ quá, chưa làm được gì, đã hy sinh. À, có lẽ họ chưa có may mắn được gặp bé ba đó. Cái anh này. Nghe nói bé ba có người yêu rồi phải không? Anh ta ở đâu vậy? Ở xa lắm. Nhưng mà em chờ độc lập kia. Anh cũng vậy. Anh cũng vậy, cũng chờ độc lập. Anh này lắng xe kìa. Em ở trên rờ rất đẹp trai. Chừng nào nó xuống, mày ưng tao giới thiệu liền. Ở đây có mình mới ba sao? Em có phải là Dâu Liên đâu. Vậy chị Dâu Liên đã hy sinh rồi. Chị Sáu biểu em đi đón các anh về.
Sao có cần anh Năm giới thiệu nữa em không? Em chơi với anh nữa đâu. Bây giờ thì em đâu cần chơi với anh nữa. Anh Năm kỳ cục quá à. Chỉ có anh kia là có duyên thôi. Đó, coi 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 đó. Sao thầy chùa ăn bắt thầy pháp dữ thế này? Anh Năm với anh Châu ngồi chờ đây, em vào trước. Cùng đi không được sao? Đâu được. Biết lựu đạn gài, gài ở chỗ nào. Em phải dò đường trước, ngụy trang lại giùm em đi. Chú để người ta đi một mình sao? Bé ba, chờ anh với. Xong chưa em? Lựu đạn gài thì tụi em xong rồi. Nó tới là nổ. Còn anh Út, công sự tụi tôi đào xong, chị cứ yên chí. Chị Sáu ơi, chị Sáu à, chị Sáu ơi, anh Năm về. Thôi đừng dốc, có đón được không? Không đón được làm sao em dám về. Ba ảnh, mà ảnh đâu? Anh Châu đi với ảnh đây nè. Anh Châu, anh nói gì đi. Sợ lưu đắng gai, bé ba bắt anh Năm ngồi chờ ở ngoài. Ý, tụi mình đi đón anh Năm đi. Chúng mình chậm lại để cho người ta nhé. Việc đã xong, tôi muốn trung tá cùng tôi nhìn lại cánh làng trước của Khánh Quân. Ngày mai nó khác rồi. Tôi quen cảnh đổi thay trên mặt đất dưới con mắt của tôi nhiều lắm, nhiều lắm. Như ở đây, dưới mắt đại quý là một màu xanh, ngày mai là màu đen và màu xám. Còn tôi đã từng nhìn thấy dưới mắt tôi là thành phố, là nhà cửa, là con người đi lại như kiến. Hôm sáu chỉ còn một bài hoang được xúc động. Lâu không anh? Em đi một mình sao? Mấy đứa đi với em. Nửa chừng tụi nó quay lại, tụi nó muốn để... Hồi nãy trực thăng nó quần đâu vậy em? Hiện tượng hơi lạ đó anh.
sao vậy? Áo em làm sao vậy? Gốc dừa nó móc rách đó. Còn vết thương của anh? May quá, nó không chạm tới phổi. Còn đau còn nhức không anh? Thôi về đi anh, thế nào tụi nó cũng ra kiếm, chúng ta thấy chúng nó cười chết. Có gì mới không anh? Trên định lấy dùng mình làm thí điểm phá kế hoạch Bình Định. Vậy hả anh? Vì cần có thực tế để rút kinh nghiệm nên trên cho anh về. Gió chướng về rồi đó anh. Chính trong mùa gió chướng này, quyết tâm của ta là phá cho nát kế hoạch Bình Định của chúng. Không má? Năm, má dạ. Nghe con mới về, mừng quá. Con ở đây có lâu không? Ảnh về luôn đó má. Có tin gì mới không má? Tao nghe ngày mai nó càng đó. Dạ. Sẽ lên việc mấy chiếc xe đi đầu chặn đứng chúng lại, tạo điều kiện cho bé Ba chuyển đồng bào đi về phía sau. Anh để cho em.
không biết cha thằng nhỏ nó có làm sao không à. Nè con, dạ. Cầu nguyện cho chồng con tai qua nạn khỏi đi con. Dạ. Bay đâu? Ông Tám, bà biểu ông bữa xong củi chặt cho bà mấy quầy dừa. Sự chính xác của tụi Mo chứ. Bắn vào mục tiêu là một con người thì có rất chính xác. Còn mục tiêu của cuộc đời thì có từ lâu rồi.
toàn súng đằng mình cả mà. Việt Cộng làm gì mà có súng nổ lớn như vậy? Tội nghiệp cho thằng nhỏ, nhà cái ngày ăn thôi nôi nó, mà cha nó lại đi rác đi cạn. Không biết rồi có bề gì đây không chứ. Ôi, cuộc hành quân dồn dân cũng như đi dạo mát vậy mà. Chị lo chi cho tổn thọ chị ơi. Hơn nữa người hùng như chú Long thì ai làm gì được chú chứ. Có phải vậy không ông Phiến? Nãy giờ tôi nghe toàn là tiếng súng đồng mình cả. Chim ưng gọi đại bàng, chim ưng gọi đại bàng, nghe rõ trả lời. Đã đến mục tiêu, đối phương đang chạy đi. Ngồi xuống. Còn ai dưới không? Cho cua bò về hướng Tây, nghe rõ trả lời. Cho cua bò về hướng Tây, nghe rõ trả lời. Mấy người có thấy con đàn bà vừa chạy tạt qua đây không? Có, mới đây. Nó chạy đâu? Tôi thấy chị chạy xuống bến, xô xuồng đâm qua bờ rạch. Biết con đàn bà đó tên là gì không? Dạ, tên Sáu Linh. Sáu Linh hả? Dạ phải. Đuổi theo. Sao mấy người bây giờ còn ở đây? Dạ, nhà cửa giường tược tôi ở đây. Hơn nữa, gia đình tôi là binh sĩ. Gia đình binh sĩ thì lại càng phải lánh xa. Nếu ai ở đây, chúng tôi không bảo toàn tính mạng. Sao, có đi không? Nếu không đi, tôi sẽ gả con gái chị cho thằng lính này. Đi. Con ơi. Con. Mà đi. Thôi được,
đến nước này. Tôi đi. Đi mất. Cô sao? Cô sao? Cô sao? Sao Linh? Ê! Hai người đàn bà đó đứng lại! Đứng lại! Con của ai? Thưa ông, tôi là con gái thứ ba của ông Ba Sơn. Thưa đại quý, cô đây là Ba Lũy, chị em bạn dâu với tôi đó. Có đúng vậy không bà con? Có đúng không? Dạ đúng, chị dâu của em đó. Ông lâu mắc việc nhiều quá nên quên hết người làng rồi. Sao chưa đi? Lần sau pháo dập tới chết hết bây giờ. Tụi bay đâu? Dạ. Cứ đưa đồ đạc cho dân ra dùng tự do. Mau. Tự lên. Chị và cháu cứ đi tạm ít hôm nha. Em ở lại. Nó nằm phía trái đang lục bình nghe sao? Thank you.
kìa. Đó. Mắt ba đi con. Mắt ba, mắt ba. Ba về rồi. Ồ, con. Lại đây con. Đừng có ba, lại đây. Anh làm gì mà đi cột vô môi vậy? Lại đây. Đừng khóc nữa nha. Anh làm lại đây ba con. Lại con. Đây ba con. Hồi sáng giờ tôi mới chụp được một pose có giá trị, tình cha con. Nhưng tôi lại nhớ đến những đứa bé hồi sáng. Ồ, Toa dễ xúc động quá. Cái đó hãy để dành cho đàn bà. Con biết không, nín con là người chỉ huy của ba đó. Ba, ba đã về sớm hơn một tiếng. Nín đi con, nín đi. Thôi, đi thay đồ đạc đi. Rồi đặng có đi cúng. Chưa chờ, chưa chập rồi. Còn đứng đó lát giác hoài. Ai, anh như là chị Chính Dương Út Sương tới rồi ca. À, chị Chính à, chào chị. Chúng mình chia đôi ngả, đắng tuyết mây tan qua tàn phấn lạ. Anh về đây thì em đi đã sang đò. Ở làng mình mà có được chị Chính đây thiệt là có phước vậy đó. Hồi đó ba nó thì cũng do bàn tay của chị đỡ, rồi bây giờ tới phiên nó cũng được mẹ tròn con vuông. Ồ, đông vui quá. Chào bác mới tới à. Thế nào mà giết được mấy thằng Việt Cộng? U Sáu Linh. Hôm nào em còn đó mạng nó lớn lắm. Trước sau gì tôi cũng sẽ gặp lại nó. Chính tôi đã hạ được một thằng du kích sau khi nó bắn cháy của chúng tôi một em mà 113. Tôi nín đi con. Lại đây má ẩm thôi rồi nín đi. Nín đi con. Mày sắp lên đại tá rồi đó. Cảm ơn bác. Chúng ta nên đi chúc mừng đại quý thành công đi nè. Chúc mừng đại quý. Thương chiều hơi lạnh bút cõi lòng. Chúc mừng đại quý thành công. Một chiếc đến đại quý. Ê Tư, con heo này giống con heo mình bắt hụt hồi sáng quá Tư. Dạ, ba chết con ơn là con phải chết. Cách bạn đừng cần con. Mà sao con chết tức tưởi giữa đường như vậy? Con ơi là con ơi. Nhờ chú ấy mà chúng tôi không bị dồn. Tội nghiệp chú nói chưa có dịp về thăm tôi mẹ. Tôi cũng nhờ chú dạ. Không thì sáng nay con bé nhà tôi nó đã chết rồi. Thôi cảm ơn má. Má về. Anh Năm. Chừng nào tụi em được tập trung anh Năm. Các em về đi. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Dạ. Đây là những đồng đội mới của em. Anh Năm. Anh về trước đi. Em muốn ở lại với anh ấy một chút nữa. Ừ. Anh về nghe em. Thank you.
còn nhiều việc phải làm lắm. Cả những phần việc Châu đang làm dở. Trong mùa gió chướng này, lợi dụng mùa khô, bọn chúng đang ráng sức càn quét dồn dân. Đây mới chỉ là trận đầu. Chúng ta phải vượt qua, phải bám dân, phải chiếm lại làng. Một cuộc hành quân như vậy thì quá mất. Theo mới biết thì bên này mất hơn một trung đội, một M113, một trực thăng. Còn phía bên kia nếu trừ dân chúng ra thì việc cộng chỉ mất có vài người. Như vậy ta làm một bài toán trừ thì coi sao. Nếu làm một bài toán trừ như thế thì chúng tôi thua. Chú Sơn của con chỉ biết làm một bài toán thông thường. Về bài toán quân sự thì trong cuộc hành quân này ta đã kéo được hơn 80% dân chúng về vùng kiểm soát của chính nghĩa quốc gia. Ai chiếm được dân, người đó thắng. Nhưng quyết định cái này thuộc về ai? Vậy theo tôi, cái đó còn chờ thời gian. Một việc à, biểu chú Tám mai qua sửa lại cái nhà. Vậy mà mày làm cũng không xong nữa à. Nói đi. Con tới nhưng chú không có nhà. Không có thì phải chờ chứ. Trời về khuya mới lại ra. Đi với bà chính mụ dường coi có đúng là con út biết không?
bà muốn chọc cái ổ ông sao ông nội? Thì mình nghi vậy mà. Nhưng ông nghi ai? Biết là ai thì nhờ cô em làm gì? Nè, nếu đúng thì tôi không ăn một mình đâu ông nội. Mau lên nha. Chờ một chút nha. Ok. Bye bye. Bye. Út Sương đi đâu đó? Mày đi đâu mà phi lơ phi lắc vậy mừng? Cháu đi tập về. Ở đằng xóm có người chuyển bụng. Thôi tao đi để họ trông. Hay gì chính với Út Sương lên xe cho mau hơn. Xe này mà ngồi ba người thì nó chật lắm. Thôi mày đi trước đi. Dạ. Kiki. Kiki. À, chị nở. Mới về hả sao? Dạ. Vô đi. Anh em mình mạnh hết hả sao? À, dạ mạnh. Ừ. Mấy đứa bảo em đi hái xoài cho bà con. Xoài của chị chắc đã hái xong. Cứ để trỏng cho anh em mình ăn. Ừ. Để chị bán nuôi các cháu. Nếu chị không về thì tụi em sẽ gửi ra. Làm sao mà về được? Sáng mai bà con sẽ ra chợ đấu tranh đòi về thu hoa lợi. Vậy hả? Nè, nếu bà con về, chị cũng về. Em đã vận động bà con hết rồi. Thì chị cũng nghe nói. Nhưng nếu nó không cho thì sao? Mình phải có lý lẽ đấu tranh chứ chị. Cô Mười lãng giảng ngoài kia kìa, xong chưa? Dạ xong rồi. Thôi em đi nghe chị. Cẩn thận nghe sao. Em đi nghe. Ông đi đâu vậy? Tôi có bổn phận an ủi gia đình binh sĩ. An ủi à? An ủi. Nếu có tiền đút lót cho mấy ông thì đâu đến nỗi như thế này. Công đã giết chồng tôi. Các ông đã giết chồng tôi rồi đến an ủi như vậy đó. Thôi mà anh đền cho nè. Tiền. Các ông đã giết chồng tôi. Các ông đã giết chồng tôi. Ồ, anh làm gì vậy? Phần tiền anh dành cho cưng đây. Sao? Cái ông này nhìn gà quá quốc. Có ốc xương chứ còn ai trồng khoai đất này. Nhưng mà em có nhìn thấy mặt nó không? Sao lại không? Chỉ có ông mới thích đô la. Còn người ta thì ngốc. Mình đi chơi đi anh. Anh có chuyện phải đi đây một chút. Lát nữa nghe cưng. Gì đó? Dạ, con mày muốn gặp đại quý. Việc gì? Dạ, ông nói có việc cần lắm. À, cho vô đi. Dạ. Ừ.
Dạ. Thưa đại quý, tôi cho là con sáo linh nó đã lọt vào ấp mình. Dạ. Thấy sao mà nghi? Dạ, tôi nghi bà chính mụ vườn. Dạ. Mấy hôm nay tôi thấy con út điếc, lúc thì nó, lúc thì hơi khang khát. Nếu nghi thì từ đứa nhỏ cho tới ông già ở cái ấp này đều đáng nghi hết. Nhưng đối với bà thì phải có bằng cớ, không thì lôi thôi lắm. Nếu có xét nhà thì ta xét hết cả xóm, coi như không có gì đặc biệt, hiểu chứ? Dạ, thôi em hiểu. Nhưng phải trừ một nhà. Dạ phải. Nhà ai? Dạ, nhà đại quý. Vậy cũng gọi là thông minh. Trừ nhà ông Tám Quyện, hiểu chưa? Dạ. Tòa biết tại sao không? Dạ. Dạ. Ý đại quý rất cao. Chắc đại quý định gài một cây bẫy. Lần này thì tôi quá thông minh nên không hiểu ý mùa. Nhà ông trống trơn hả? Vậy cậu tối làm gì? Dạ. Mày làm như nhà hổng chủ vậy mừ. Gì? Cho cháu gặp chị Sáu. Sáu nào? Mày muốn gây tai họa cho tao hả mừ? Cháu. Cháu khổ lắm dì ơi. Chị Sáu.
về nhà ta. Sẽ đi kêu cô Mười. Dạ, dạ. Sương thằng Bốn theo tao. Sắp bị xa lưới rồi. Nhìn trở lại. Đưa đây coi. Cô Sao Linh, cô không qua được mắt tôi đâu. Xin mời cô xuống. Mời cô xuống. Một lần nữa mời cô Sáu Linh thân mến của tôi xuống xe cho. Chú muốn gì? Ai là cô Sáu? Ban đêm thì xét nhà, ban ngày thì lục soát. Chặn đường chặn lối như vậy thì làm sao sống nổi? Bà tôi sẽ nói sao. Mời cô Sáu về đồn. Đồ có mắt không trồng, tránh ra cho tao đi. Nó cứ dày ráp luôn thế này, không hiểu con Sáu có sống nổi được cái tụi này hay không đây. Ê! Chó nhại đó, bọn sàn chết hết bây giờ. Thôi, em về đi, cảm ơn Nghi, cảm ơn em đã cứu chị. Sao lại cảm ơn? Đó không phải là nhiệm vụ đầu tiên của em sao? Có tất cả bốn thằng. Ok, ok. Chuẩn bị. Ông ngoại ơi, ông hãy về chứng giám cho con. Nhất định thằng Long sẽ đền tội hôm nay. Sau đó chúng mình làm gì nữa? Sẽ đi tìm du kích. Mày tưởng dễ lắm à? Nay mai chú Nam Đồng Khởi sẽ tới, ba tao nói. Thôi chuẩn bị đi. Chú đi đâu mà lững thững một mình vậy? Tôi xuống sông dưới có chút việc. Dạ, sẵn xe đây, mời chú Tám lên đi luôn thế. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin chú Tám đừng ngại. Mời chú. Dạ, xin mời. Dạ, được đại quý chỉ huy trưởng chỉ khu lái xe cho đi thì vinh dự cho tôi quá. Tính tôi vậy, chúng ta cùng làng xóm với nhau mà. Ý chết cha, hình như con già này trên xe.
Sao vậy cả? Sao trên xe là con Tâm Quyền? Sao thằng Sệ nói chỉ có 4 thằng? Thôi, còn dịp khác, về đi. Con đây nè nha. Nè. Đây nè. Phần con lớn hai trái. Đây là phần của con đây nha. Cảm ơn ông ta. Ba con có nhà hả? Có. Đây nè. Ông Tám đi theo con. Sao? Con có đi học chưa hả? Dạ con chưa được đi học. Vậy ha. Dạ. Ba ơi, ba, ba ơi. Con Tám tới nè. Ồ, chú Tám. Cháu định tới chú đây. Mày biết tao tới đây bằng gì không nghe? Tao tới bằng xe rip của chỉ huy trưởng chi khu á nghe. Do đại quý đồng lái. Đúng rồi. Mày thấy tao có quay không? Nhất chú rồi. Nhưng chú không quên cái việc cháu nhờ chú lên mấy cái clip để trồng đu đủ chứ. Vì tao hứa mà chưa làm được. Nè, mấy chỗ đánh dấu hỏi, mày coi đặt súng gì, bao nhiêu người, sao được không? Chú cứ yên tâm, trong vòng 3 ngày cháu sẽ trả lời cho chú. Chị Chính còn nhờ tao sửa lại cái mái nhà, cho nên tao phải nói với mày. Cô Sáu, anh Năm có khỏe không chú? Khỏe. Đây, chỗ này, ban chỉ huy trung đoàn yêu cầu chúng ta cho biết chính xác. Chỉ còn những chỗ này. Chỗ này ban chỉ huy, còn nhà thằng Long thì có Thính Chính lo. Các đồng chí hãy nhớ cho, dù được trung đoàn yểm trợ, quyết định của trận này vẫn là lực lượng của quần chúng. Em lên. Rồi. Ai làm gì trong vườn nhà tôi đó? Dạ. Dạ. Tôi đi chú Tám à. Chú làm gì trong vườn nhà tôi? Dạ. Con vợ tôi nó có chữa. Dạ, nó thèm ăn thịt ếch. Ếch trái gì ở đó? Chú muốn gì? Nổ hết rồi. Cháu có biết. Nè, mau không chúng tới ngay bây giờ. Sau Linh đi với chị Chính. Em, hai người tới chỗ bữa trước á. Tới chỗ bữa trước nó nhớ chưa? Tôi biết thằng nhỏ nó làm nhiệm vụ cảnh giới. Tôi lừa được nó, tôi để nhẹ nó. Tôi chết một cách ngon. Chú có nhà không chú? Chú Tám ơi. Yeah.
ở chứ. Không sao đâu chú ta, chú cứ kìm giữ tay lái đi. Để cháu lo, lính nó tới rồi. Chú quay trở lại khúc sông có hầm bí mật dự bị. Không biết chú Tám với thằng Năm có... Phó mặt kia à. À.
Chết mày. Chết. Còn lại nhà kia nữa. Sáu, cô em giùm chị nghe. Dân chúng, tôi cho phép ông được nói vài lời cuối cùng. Xin chú Thím chị Chính, tôi hứa là tôi sửa lại cho chị cái mái nhà. Chú lầm, tôi có lỗi với chú. Tôi có lỗi với chú vì tôi không bảo vệ được chú. Xin chú, xin bà con hãy thứ lỗi cho tôi nghe. Xin bà con hãy thứ lỗi cho tôi. Xin bà con hãy thứ lỗi cho tôi. Anh Tám, anh Tám ơi. Oh,
còn không? Chính cháu mới có lỗi với chú. Cháu đã không làm tròn nhiệm vụ. Những cái xẻng đất trút xuống đầu ông Tám hôm nay, bà con hãy ghi nhớ, hãy giữ lấy, để chúng ta có dịp sẽ trút xuống đầu chúng nó. Cảnh đó sẽ không còn bao lâu nữa. Tôi rất tin như vậy. Chỉ tiếc rằng tôi không còn có dịp nhìn thấy cảnh hai miền thống nhất. Bà con ở lại mạnh giỏi, bà con ở lại mạnh giỏi. Xin chào bà con, xin chào bà con, xin chào bà con. Lôi nó lên. Mày đâu chết sớm vậy được. Tao sẽ dành cho mày một cái chết khác, đúng với tầm cỡ của mày hơn. Tôi là Trần Hoài Sơn, phóng viên Đài Sài Gòn. Thưa quý vị, trước mắt tôi là một chị trạc ngoài 30 tuổi đang bồng một bé gái rất xinh. Và đây là câu hỏi đầu tiên của tôi. Thưa chị thấy cuộc hành quyết hôm nay như thế nào? Lại lại ông Tám đi con rồi về. Lại đi con. Lại đi con. Lại ông Tám đi con. Chị Chính, tôi hứa giúp chị sửa lại cái mái nhà. Chú Năm, tôi có lỗi với chú. Tôi đã không bảo vệ được chú. Xin bà con hãy thứ lỗi cho tôi. Dân chúng hồi sẽ kiện tòa vì tôi đã làm quá những điều mà luật pháp của chính phủ quốc gia đã ban hành. Điều đó tôi cứ an tâm. Tôi nên nhớ rằng tính mạng của họ nằm trong tay mua. Họ muốn làm cái gì họ phải nghĩ đến mua. Họ biết mua còn hơn chính họ biết họ. Và lại đối với bọn Việt Cộng chỉ cần hai chữ nó chạy, thế là mọi việc êm xuôi. Chiến tranh mà tôi không hiểu được điều đó sao? Con nghĩ gì về cái chết của ông già Việt Cộng? Mà nghĩ là ông già Tám Quyền đó không chết. Sao? Con muốn nói gì? Mà muốn hiểu rõ hơn. Chẳng lẽ tôi không nhìn thấy nhân dân trước cái chết của ông già Tám đó sao? Mọi sự giết chết hình ảnh ông già Tám ngay trong lòng họ. Với mùa giai đoạn quyết liệt này của lịch sử, đây mới là trận bắt đầu. Những chỗ có dấu hỏi mà các đồng chí yêu cầu, chúng tôi đã cho điều tra một cách chuẩn xác. Đây là ban chỉ huy chi khu Trần Địa Pháo, phòng trường tin, trại giam. Ông già Tám, một con người mà ta tưởng là bị lãng quên, bị ruột rẫy. Ta muốn đưa tay kéo lấy ông ta, nhưng thật không ngờ những cái gì khiến ông ta thản nhiên trước cái chết và những gì sẽ xảy ra sau cái chết của ông ta. Sao
Tôi đang nghĩ gì? Uống đi, uống đi chứ. Tôi không nghe thấy gì đang xảy ra chung quanh ta đó sao? Gió chướng đang tràn về. Nguồn gió này thường gợi lên trong lòng mình một nỗi cô đơn, nhưng chiều nay cũng nguồn gió này lại gợi cho mình một nỗi đau. Cuộc chiến này dữ dội quá. Tôi hay nhìn trời chiều kia, nó đang bừng lên một cách gay gắt, nhưng nó sắp tắt rồi. Chiều nay mình cũng thấy chán chường, mình cảm thấy không chịu nổi nữa. Mình muốn đi. Tôi định trở về Sài Gòn. Đi đâu cũng được, miễn là đi khỏi nơi này. Chiều nay mình cũng cảm thấy khó chịu. Nếu chiều nay không có Sơn ở đây, mình chẳng biết ngồi uống với ai. Thôi, đó là chiến cuộc, gạt nó qua một bên. Uống đi. Đổi nhạc đi cô em. Trông hôm nay dễ thương thế. Những cái thẻ đó trút xuống đầu ông Tám hôm nay, bà con hãy ghi nhớ, hãy giữ lấy để có gì chúng ta trút xuống đầu chúng nó. Tôi tin ngày ấy sẽ không còn bao lâu nữa. Em đến sớm quá vậy, em sợ chúng nó đợi. Sáu, Sáu, em núp đi, núp đi. Chị Sáu nào bay. Chị muốn thử tụi em. Hả chị ơi? Chị biết tụi bay quá rồi, cần chị phải thử. Các em đợi chút, chị ấy sẽ ra gặp bây giờ. Chị Sáu, tụi em có mặt đầy đủ. Chú Tư Mạnh hả bổn? Dạ thưa Mạnh, cảm ơn chị Sáu. Bộ các em mới nhậu rượu đó hả? Dạ đâu có chị Sáu, chị có nhậu với nhau một đôi lần. Khi em nhớ đến ngày thằng Đại Quý Long nó bắn chết ông ngoại em. Có lần em buồn, em rủ tụi nó núp sau giường nhà ông Sáu, định bắn nó. Rồi ra sao thì ra, nhưng không ngờ trên xe lại có ông Tám Quyện. Tội nghiệp ông Tám, cả đời cực khổ, ông chỉ có tay không thôi. Vậy mà ông nói là ông có lỗi vì không cứu được anh đâu. Chị, em xin hỏi chị, trong khi đó thì chị biểu tụi em phải làm cái gì bây giờ? Chị trả lời cho tụi em biết đi. Các em hãy giữ lấy, rồi chị sẽ giao việc cho các em. Dạ. Người nhà ông Long có người sắp sanh, biểu tôi kêu giùm. Mấy cậu hút chơi, chà gác đêm chắc là buồn ngủ lắm à. Dạ. Má số 5, cảm ơn má. Nè, bữa nào mấy cậu có rảnh đó mời tới nhà tôi nhậu chơi. Dạ, nha. Dạ. Lai rai vài ba xị dạ. Vậy mà đại bác đêm đêm
Lý tưởng của Mo bây giờ là gì? Là muốn làm nhân chứng của lịch sử. Mo muốn vào trong kia một chuyến. Một cuộc phiêu lưu của nhà báo để làm gì? Để tìm hiểu đôi bên. Bên này Mo hiểu đã chán chê rồi. Hiểu từ tổng thống đến người lính. Còn phía bên kia, ngoài tòa không toàn tánh mạng. Ai sẽ bắn Mo? Biết đâu được. Chiến tranh mà. Viên đạn kẻ nào bắn Mo, viên đạn ấy sẽ giúp Mo hiểu. Có sao đâu. Nếu trước khi chết mà biết được trên cõi đời này ai đúng, ai sai, thì có gì là ân hận. Sơn à, Mo nói thật nha, Mo thấy tôi khác xưa quá. Thời gian vẫn trôi mà mình vẫn đứng một chỗ. Đó là điều đáng sợ. Mo thấy gần đây tôi đã xa bọn Mo rồi. Không phải gần đây mà đã từ lâu rồi. Mo với tòa giống nhau là không thích sự có mặt của người Mỹ. Nhưng Mo khác tòa một điểm: quân đội quốc gia không làm cho Mo có cảm tình. Thật vậy sao Sơn? Tòa nổi nóng mà làm gì? Thằng nhỏ thức bây giờ. Mo hát tôi nghe nhé. Đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dựng chổi lắng nghe. Đại bác đêm đêm ru da thịt vàng, đại bác nghe quen như câu dạo buồn. Trẻ thơ chưa lắm về thấy quê hương, hàng vàng tấn bom trục xuống đường, hàng vàng tấn bom. Bác Chính với cô Út đi đâu đó? Hãy ngồi yên. Đứng lại, mày biết tội của mày chứ. Nhưng bà là ai? Là người mà chú nói cái mạng còn lớn đó. Đây, Sao Linh. Xin cô đừng bắn tôi ở đây, trước mặt vợ con tôi. Trước đây mày đã từng bắn giết, mày đã chôn sống ông Tám. Mày có nghĩ được như vậy không? Còn chị bồng đứa nhỏ. Thôi đi anh. Còn anh, nếu anh muốn làm nhân chứng, xin mời anh đi với chúng tôi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, cô ơi, cô Sáu ơi, xin cô thương mẹ con tôi mà tha tội cho anh. Chị hãy đứng lên dỗ cháu đi, đừng để cháu sợ. Chỉ có con đường đói công chuộc tội mà thôi.
Xin cô cho tôi được nói lời cuối cùng. Chúng tôi đang giữ anh Năm Bờ, người chồng chưa cưới của cô. Vậy chúng ta trao đổi. Long, ông nên nhớ, chúng tôi đến đây đâu chỉ vì một mạng người. Cho đến bây giờ mày vẫn chưa hết ngu xuẩn. Mày thì mày chỉ nghĩ đến mạng sống cho riêng mình, mày không nghĩ đến tính mạng của hàng trăm con người ở chi khu đang bị bao vây sao? Long, cháu à, 30 năm trước với đôi tay này dì đưa cháu ra đời, và bây giờ cũng với đôi tay này dì muốn đem cháu trở về với cách mạng. Cháu hãy kêu gọi hết binh lính của cháu ra đầu hàng đi. Cháu hãy nghe dì. Kìa, vợ cháu đang bị ngất. Hỡi các chiến hữu, tôi là đại quý Nguyễn Văn Long, chỉ huy trưởng chi khu, có đôi lời cần thiết cùng anh em. Hiện nay quân giải phóng đã dây chặt chi khu với nhiều súng lớn sẵn sàng nhả đạn. Nếu các anh em không chịu buông súng ra khỏi đồn, hỡi các chiến hữu, tôi là đại quý Nguyễn Văn Long, có đôi lời khẩn thiết cùng anh em. Hiện nay quân giải phóng đã dây chặt chi khu với nhiều súng lớn sẵn sàng nhả đạn. Nếu các anh em không chịu buông súng ra khỏi đồn, hỡi các chiến hữu, hỡi các chiến hữu, tôi là đại quý Nguyễn Văn Long, chỉ huy trưởng chi khu. Anh nào không cần tôi bắn chết bỏ. Có đôi lời khẩn thiết cùng anh em. Các anh em không chịu buông súng ra khỏi đồn, hỡi các chiến hữu, hỡi các chiến hữu. Bạch mã của thu luôn, bạch mã của thu luôn. Thu luôn, đây bạch mã. Đại quý chỉ huy trưởng của chúng tôi đã đầu hàng quân giải phóng, đang kêu gọi anh em binh sĩ dưới quyền buông súng đầu hàng. Dạ, anh em binh sĩ đã hưởng ứng đầu hàng quân giải phóng. Xin quý dừng ngay, xin quý dừng ngay. Ok, ok. Hola. Thu lùi đâu? Báo cáo anh Sáu, địch trên chi khu kêu chiến hạm Mỹ hủy diệt chi khu. Alo, alo, anh Bảy Khai đâu? Lệnh trung đoàn, cho hủy diệt ngay phòng truyền tin chi khu. Cho hủy diệt ngay phòng truyền tin chi khu. Đồng thời, cho một đơn vị đặc biệt phụ trách phá cửa trại giam sớm hơn giờ quy định. Và cho chiếc xuồng gắn máy do bé Ba đặc trách sẵn sàng làm nhiệm vụ. Anh ơi!
tình yêu của họ đẹp biết chừng nào.